vai phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là mây báu tối thắng chiếu khắp, màu sắc đó thanh tịnh như vàng diêm phù phóng quang minh ma ni, đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát, đó là 49, vai trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây quang tối thắng chiếu pháp giới, có đủ thứ sự trang nghiêm giống như trên đảnh và giữa lông mày, phóng ra quang minh các màu sắc báu vàng diêm phù đàn và hoa sen thành lưới đại diệm đầy khắp pháp giới trong đó thị hiện tất cả thần lực đó là năm mươi vai trái của như lai lại có tướng đại nhân tên là mây quang minh chiếu khắp tướng đó vòng bên phải dùng sắc vàng diêm phù đàn và ma ni bảo vương để tra nghiêm phóng ra quang minh hương diệm các hoa báu đầy khắp pháp giới trong đó hiện khắp tất cả chư phật và tất cả cõi nước tra nghiêm thanh tịnh đó là năm mươi mốt vai trái của như lai lại có tướng đại nhân tên là mây chiếu sáng khắp tướng đó vòng bên phải vi mật trang nghiêm phóng ra quang minh phật đăng diệm vân thanh tịnh đầy khắp pháp giới trong đó hiển hiện tất cả bồ tát đủ thứ sự trang nghiêm thảy đều tốt đẹp đó là năm mươi hai ngực của như lai có tướng đại nhân hình như chữ vạn tên là mây biển cát tường dùng hoa báu mani để trang nghiêm, phóng ra tất cả màu sắc báu đủ thứ quang minh diệu luân đầy khắp pháp giới, khắp khiến cho thanh tịnh, lại vang ra diệu âm tuyên dương biển pháp, đó là 53. Bên phải tướng cát tường có tướng đại nhân tên là Mây thị hiện quang chiếu, dùng lưới nhân đà la để trang nghiêm, phóng ra đại quang luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật, đó là 54 bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây hiện khắp như lai dùng các bồ tát mũ báu mani để trang nghiêm phóng ra đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới đều khiến cho thanh tịnh trong đó thị hiện phật quá khứ vị lai hiện tại ngồi nơi đạo tràng hiện khắp thần lực rộng nói biển pháp đó là năm mươi lăm bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây khai phu hoa dùng hoa ma ni báu để trang nghiêm phóng ra quang minh bảo hương diệu đang thanh tịnh hình trạng như hoa sen đầy khắp thế giới đó là 56 bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây sắc vàng đáng vui thích dùng tất cả bảo tâm vương tạng ma ni vương để trang nghiêm phóng ra quang minh thanh tịnh chiếu pháp giới trong đó hiện khắp quang minh ma ni bảo tạng rộng lớn giống như mắt phật đó là 57 bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây biển phật dùng tỳ lưu ly li báu hương đèn tràng hoa để trang nghiêm phóng ra quang minh ma ni bảo vương hương đèn rất rực rỡ thanh tịnh đầy khắp hư không đầy khắp mười phương tất cả cõi nước trong đó hiện khắp đạo tràng chúng hội đó là năm mươi tám